Sáng nay tại Sở Văn hóa và Thể thao, Ban tổ chức địa phương tổ chức cuộc họp để chuẩn bị cho công tác tổ chức giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2024 tại Ninh Bình. Tham dự cuộc họp có thành viên Ban tổ chức địa phương và đại diện VTV, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao đã báo cáo về công tác chuẩn bị các điều kiện đăng cai tổ chức giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2024. Giải dự kiến được tổ chức từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 năm 2024. Tham gia giải đấu có 8 đội bóng đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, chia làm 2 bảng đấu. Là giải đấu quốc tế uy tín chất lượng, đã khẳng định vị thế của một giải bóng chuyền chuyên nghiệp, đòi hỏi phải đảm bảo được những điều kiện tốt nhất, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các đội bóng quốc tế và người hâm mộ. Các ngành địa phương có liên quan cần nỗ lực hết sức hoàn thành các nhiệm vụ được phân công. Trong đó, Sở Văn hóa Thể thao cần tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với VTV để tổ chức các hoạt động đón tiếp, bố trí ăn nghỉ cho các khách mời, đoàn vận động viên. Sở Du lịch phối hợp với VTV xây dựng clip quảng bá giới thiệu về Ninh Bình để phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại khách sạn nơi các khách mời, đoàn vận động viên ăn nghỉ. Công an tỉnh tập trung các lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối trong di chuyển, an ninh trật tự tại địa điểm thi đấu và nơi ăn nghỉ của các đoàn vận động viên. Sở Y tế chủ động sẵn sàng chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm cho các vận động viên. Các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh và VTV đẩy mạnh công tác truyền thông để quảng bá giải. Sở Văn hóa và Thể thao có phương án bán vé phù hợp, trong đó có hình thức bán vé online để phục vụ nhu cầu xem các trận đấu của nhân dân và người hâm mộ. Tại cuộc họp, các thành viên ban tổ chức địa phương đã thảo luận, làm rõ hơn một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị tổ chức giải, như đón tiếp các đoàn vận động viên, khách mời, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó cần tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các nền tảng mạng xã hội bằng nhiều hình thức. Đây là lần thứ 2 giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup được tổ chức tại Ninh Bình, là cơ hội nhằm thúc đẩy phong trào thể thao phát triển, đặc biệt là môn bóng chuyền, đồng thời là dịp quảng bá giới thiệu tiềm năng thế mạnh về kinh tế xã hội và các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa của tỉnh tới bạn bè trong nước và quốc tế.